Chào Nguyễn Tinh, chào Nguyễn Văn Thiệu. Vâng, hôm nay Dương Vy sẽ làm một cái live stream ngắn. Dương Vy làm cái live stream này á, chia sẻ một bài viết được đăng trên cái trung tâm thông tin chống phản động ở chỗ các vấn đề đa chiều á, có tựa đề là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, một con người vì dân vì nước. Với cái chủ đề ấy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, một con người vì dân vì nước, thì Dương Vy sẽ chia sẻ cái bài viết này, và đồng thời Dương Vy cũng sẽ lấy thêm một số ví dụ để minh chứng cho những cái việc làm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để cho những cái củi vào lò để đốt ấy, để cho nó sinh động hơn. Như các bạn đã biết đấy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tư cách là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam từ lâu đã nhìn ra mối nguy cơ tham nhũng khi ở cương vị này. Bằng tất cả dũng khí và mưu lược của sĩ phu Bắc Hà, Tổng Bí thư đã phất lên những ngọn cờ chống tham nhũng, chống lộng quyền và xây dựng bộ máy cán bộ liêm chính vì dân vì nước. Đó. Trong nhiều năm qua, Tổng Bí thư được nhắc đến với cái tên người đốt lò vĩ đại. Dương Vy xin nhấn mạnh lại một lần nữa nhé. Tổng Bí thư được nhắc đến với cái tên người đốt lò vĩ đại, đó là Nguyễn Phú Trọng, khi mà hàng loạt các khẩu hiệu phòng chống tham nhũng đã được đưa ra từ nghị quyết, các kỳ đại hội, vân vân. Tổng Bí thư đã nhóm lên lò chống tham nhũng với ngọn lửa bằng củi khô củi tươi là những ông quan tham ô tham nhũng, để thắp sáng cái niềm tin về công lý và soi rõ những cái hành vi tham nhũng cả nhân dân tham nhũng đang lẩn trốn trong tối đấy, các cá nhân tham nhũng đang lẩn trốn trong bóng tối. Còn nhớ đầu năm 2018 ấy, khi nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khiêm nhường rằng: suốt 50 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi đã được Đảng giáo dục, rèn luyện, dìu dắt rất nhiều, nhờ đó mà có làm được một số việc và từng bước trưởng thành. Tuy nhiên tất cả những gì tôi làm được là vô cùng nhỏ bé so với giáo dục, rèn luyện của Đảng, sự kèm cặp chỉ bảo của các đồng chí đồng đi trước, sự ủng hộ công tác giúp đỡ của đồng chí đồng nghiệp, sự động viên ủng hộ của nhân dân, mà trực tiếp là những nơi tôi từng sinh sống, công tác, học tập và làm việc. Đó là lời nói của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Cũng trong cái buổi lễ trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng ấy, Tổng Bí thư đã dẫn lời thơ của nhà thơ Tú Hiếu, bài Đi Như, để nói về tâm sự của mình. Nó trích hai cái câu thơ như vậy: đã bay dòng máu thơm thiên cổ, phải trả cho ta, phải trả ta cho mạch giống nòi. Dương Vy xin nhắc lại hai câu thơ nhé: đã bay dòng máu thơm thiên cổ, phải trả ta cho mạch giống nòi. Đó là hai câu thơ mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trích trong cái bài thơ của Tố Hiếu, Đi Như, để tự nhắc nhở cái bản thân nhiều hơn về việc cần phải đóng góp cho nhân dân, cho đất nước. Đó. Đến tháng 10 năm 2018, trong buổi nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
nỗ lực làm hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong suốt quá trình với công cuộc phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật một vài người để cứu muôn người. Đó là nguyên văn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Chính vì những nỗ lực không ngừng nghỉ đó mà công cuộc đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, quan liêu tham nhũng đã được đạt được những thành công vô cùng to lớn. Có thể nói chưa bao giờ công cuộc phòng chống tham nhũng đã gặt hái được nhiều thành công đến như vậy. Hàng loạt cán bộ lãnh đạo, trong đó có cả những cá nhân lãnh đạo cấp cao, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng, đều bị xử lý kỷ luật, khởi tố, truy tố và nhận hình phạt cao của pháp luật đó. Các bạn còn nhớ cái ông Đinh La Thăng không? Ủy viên Bộ Chính trị vẫn bị kỷ luật, vẫn bị vào tù bình thường. Mới đây nhất trong tháng 7 này, các bạn có xem thời sự với đọc báo không? Ngay cả Phó Thủ tướng Chính phủ còn bị kỷ luật đấy. Và các tướng tá công an, quân đội cũng đều cho vào lò hết. Điều này khẳng định rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước rất quyết liệt trong cái công cuộc phòng chống tham nhũng, bài trừ tệ nạn tham ô tham nhũng này. Cái phong trào phòng và chống tham nhũng ấy đã trở thành một cái phong trào, nó nói chung là không có ai có thể đứng ngoài cuộc, ngay cả người dân cũng vậy, không một bàn tay nhúng chàm nào có thể là ở ngoài vùng an toàn được. Nhờ thế mà bộ máy đội ngũ cán bộ Đảng càng trở nên trong sạch, thu hồi lại được tài sản quốc gia và hơn hết là đem lại niềm tin tưởng cho nhân dân, để từ đó tạo động lực cho sự phát triển của đất nước. Ở một số diễn đàn có một tên phản động tên Trương Huy ấy, lúc nào cũng hỏi người dân, những người tham gia các diễn đàn và đặc biệt là những người phản biện lại cái luận điệu xuyên tạc của bọn chúng ấy. Tên Trương Huy này cứ nhắc đi nhắc lại một câu là thế cái ông gì trốn qua Đức nhỉ, ông trốn qua Đức ạ. Cái tên Trương Huy nhắc đi nhắc lại mà là bị bắt hay trốn, đối với chúng tôi ấy, như bác Trần Siêu nói rằng đối với nhân dân chúng tôi không cần biết bắt ở bên đó, bắt về hay là tự đầu thú. Đấy. Trịnh Xuân Thanh, đúng rồi. Đối với tên Trịnh Xuân Thanh ấy, được bắt hay là đầu thú chúng tôi không quan trọng. Quan trọng Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam bắt ông ấy về đứng trước pháp luật, chịu tội trước pháp luật với nhân dân, với Đảng, Nhà nước, thu hồi lại tài sản, trao trả cho nhà nước, cho nhân dân là chúng tôi ok rồi. Cái việc đó chúng tôi không quan trọng nhá. Nhưng mà rõ ràng trên báo chí đã nói rằng Trịnh Xuân Thanh đã về đầu thú, thì ông hỏi đi hỏi lại làm cái gì nhiều đó. Nói về cái công cuộc phòng chống tham nhũng ấy, từ những cái công cuộc phòng chống tham nhũng này mà đã đóng góp phần thúc đẩy cái nền kinh tế Việt Nam trở nên tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong nhiều năm qua. Từ năm 2017
nền kinh tế Việt Nam đã đạt tăng trưởng 6,81%, một dấu hiệu đáng mừng nổi bật là tốc độ tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 7,08%, mức cao nhất trong một thập kỷ qua và đứng trong những nhóm nước phát triển hạng cao của thế giới. Đó là cái tín hiệu rất là mừng. Chống tham nhũng, phát triển kinh tế, củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh và giữ nền độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ chính là giữ nước từ xa để không bị động, không bị bất ngờ trong mọi tình huống. Đó là cái phương châm của Đảng, Nhà nước. Người đứng đầu trong bộ máy có liêm chính thì xã hội mới ổn định, con người mới hoàn thiện và đất nước mới phát triển mạnh, phát triển nhanh, bền vững. Người đứng đầu một quốc gia, một đảng lãnh đạo có vạch ra sự tiến bộ công bằng ngay trong từng bước đi thì đồng nghĩa nhân dân sẽ có định hướng phát triển đúng đắn đấy. Mà tạo cho người dân, người ta có lòng tin. Nếu mà kinh tế phát triển, đất nước, nói chung là kinh tế của đất nước phát triển đồng nghĩa là người dân cũng phát triển về kinh tế xã hội, mà cuộc sống người dân được nâng cao lên từ cái an sinh xã hội hàng ngày và cái nhận thức của người dân, người ta cũng nâng cao lên. Chính vì vậy á, cái lòng tin của người dân, quần chúng nhân dân đối với Đảng nó lại càng cao hơn. Đó. Nói riêng về con người của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng á, là một con người có nhân cách cao đẹp, một tấm gương về đức tính giản dị, một con người tài trí vì dân vì nước, Tổng Bí thư xứng đáng là người đứng đầu tàu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng để nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nguyên văn bài viết. Còn bây giờ Dương Vy sẽ trả lời tên Đức Việt này này. Tôi nói Đức Việt biết đấy. Riêng những cái thông tin bị đặt ra ông đưa ra nhé, không có lại cái nào chính xác hết, toàn là bố láo bố tuét hết. Còn họp báo sờ sờ kìa nhé. Này, những người nông dân như chúng tôi ấy, nhớ hay không điều đó không quan trọng, bởi vì chúng tôi có phải suốt ngày đi làm cái công việc tuyên giáo hay là tuyên huấn làm công tác chính trị đâu. Chúng tôi chỉ là những người nông dân, chúng tôi thích thì chúng tôi lên diễn đàn chúng tôi nói, chúng tôi nói như thế nào kệ chúng tôi, miễn sao ấy, nó phù hợp và đúng thực tế cái cuộc sống người dân như chúng tôi hàng ngày này. Nếu mà suốt ngày ấy, chúng tôi chỉ làm một việc thì còn nhớ răm rắp từ đời cha ông cái đám phản động của các ông ra cơ nhá. Bản chất của nông dân là cái cùn non ấy, các ông có cái lý bao giờ đâu, đúng không Thanh Yến Tử Lãm? Vâng, Dương Vy xin chào tất cả mọi người. Nói đến cái công cuộc phòng chống tham nhũng ấy, không những trong vài năm trở lại đây, ngày trước kia cũng có, nhưng không được mạnh mẽ bởi vì chưa có cái phong trào đốt lò như vậy. Đấy. Ngay cả bây giờ các vị quan chức đã từng tay nhúng chàm ấy, cứ tưởng rằng mình nghỉ hưu là được an toàn. Xin lỗi đi, nhiều người nghỉ hưu rồi bây giờ vẫn phải lôi ra xử lý
khai trừ ra khỏi đảng, thậm chí bỏ vào tù, thu hồi lại tài sản, trả lại bổ sung công quỹ cho nhà nước, cho nhân dân. Đó. Đấy là cái hình thức làm rất đúng mà Dương Vy cùng với nhiều bà con nông dân rất là ủng hộ. Hơn 96 triệu dân ai cũng ủng hộ cái phong trào này. Không phải tham ô về mỗi tiền bạc không nhá, tham ô về cả quyền lực. Đấy. Kéo bè kết đảng, kết nhóm với nhau cũng là tham ô. Cái tham ô về cái quyền chức ấy, nó còn nguy hiểm, như Châu La Khải cũng từng nói là cái đấy cũng nguy hiểm, mà nguy hiểm hơn cái tham ô tiền tài, tiền bạc. Cho nên á, bây giờ đảng, người đứng đầu của đảng, người ta nhận thấy ở trên, người ta nhìn xuống, nhận thấy rằng về cái tư tưởng suy thoái của một số bộ phận cán bộ, lợi ích nhóm á, kéo bè kết cánh, tham nhũng về quyền lực, thì cũng có cơ chế riêng. Cho nên năm 2018 này, Quốc hội đã xây dựng ra một bộ luật là Bộ Luật Phòng Chống Tham Nhũng. Chính vì vậy, điều đó sẽ khẳng định rằng cái công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Việt Nam càng ngày càng được nâng cao và quyết liệt chống tham nhũng để làm trong sạch bộ máy lãnh đạo của Đảng, nhà nước. Yến Thanh Lãng Tử này này, những người tham nhũng là những người quyền cao cái chức trọng là một, nhưng chỉ có một số người, những người đó vì cái tư tưởng lập trường không vững vàng bị những kẻ xấu lợi dụng an dua lợi ích nhóm. Đấy. Cho nên á mới phát sinh ra tham ô tham nhũng nhiều người nhá. Thậm chí người ta đến cơ quan làm việc các thứ, cái vấn đề chống tham nhũng ấy, người ta không nhận phong bì, không nhận tăng chức tăng quyền cho ai cả. Nhưng một số người đã tạo mối quan hệ với vợ con gia đình của một số đồng chí lãnh đạo, lợi dụng về việc đó đưa người ta đi chơi chỗ này chỗ nọ, xong là phong bì phong bao quà cắt cho người nhà của những đồng chí lãnh đạo đó. Cho nên á, đi đêm nhiều thì sẽ cả nể thì đồng thời á, dưới sự tác động của vợ con thì những người đó phải cân nhắc, từ đó kéo theo một bộ phận tham nhũng. Còn một số bộ phận vì đã từng chạy chức chạy quyền rồi nên bỏ ra một số ít tiền không nhỏ để làm ra, để được thăng chức sau này ngồi lên cái ghế đó phải lấy lại số tiền đó và lấy lại gấp nhiều lần. Cái đó là những con sâu mọt của nhân dân, của quốc gia, của dân tộc. Những kẻ đó đều bị bài trừ, mà muốn bài trừ được những kẻ đó là chính những người nông dân như chúng ta cùng phải cùng nhau đồng lòng với đảng, với nhà nước, tố cáo những hành vi tham ô tham nhũng, ví dụ tài sản, kiểm kê tài sản có trong đảng nhá, nhà cửa đất đai, tiền bạc tài chính. Bây giờ nhà nước người ta ra một cái quy định về cái tài khoản, số tài khoản ngân hàng của những người đó ở đâu, ví dụ đi nước ngoài công tác ở nước nào, dùng visa loại gì, xong là tài khoản nó dùng cái loại gì đó đều được nhà nước nó kiểm soát hết rất là chặt chẽ, kể cả những người thân của lãnh đạo. Đó là cái cơ chế.
Này, ông đừng có lôi công an và quân đội vào đây nhé. Công an và quân đội nó là công cụ sắc bén, là thanh gươm sắc bén để bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những cái kẻ tham ô tham nhũng đó là những kẻ con sâu làm rầu nồi canh. Thí dụ một số vị tướng lĩnh ngày trước ngồi ở ghế thấp hơn, chưa bị cám dỗ thì chưa có cơ hội tham nhũng, khi ngồi lên vị trí cao bắt đầu nảy sinh ra ý đồ tham nhũng. Từ cái ý đồ thì gặp ngay cơ hội những người có tiền thì người ta sẽ lôi kéo vào đấy. Đấy, như tướng Vĩnh các thứ ấy nhá, nhìn nhận vào sự thật mà Đảng và Nhà nước người ta cũng quyết liệt xử lý những cái đối tượng này, những thành phần này. Ngay cả Phó Thủ tướng còn công khai trước báo chí và toàn nhân dân là kỷ luật cơ mà, trong tháng 7 vừa qua cơ mà. Rất là minh bạch, rất là công bằng. Dương Vi lúc nãy vừa nói đến toàn dân cùng nhau chống tham nhũng và toàn cán bộ cùng cơ quan các ban ngành đoàn thể cùng nhau vào cuộc chống tham nhũng. Chống tham nhũng từ đơn vị, từ cấp dưới trở lên. Muốn chống được tham nhũng phải làm gì? Cùng nhau theo dõi, giám sát chéo. Nhà nước sinh ra những cái vị đại biểu hội đồng nhân dân các cấp không phải ngồi đấy để ăn những cái đồng phụ cấp không đâu nhá. Những người đấy là những người giám sát cán bộ làm việc có tốt hay không, có ý định tham ô tham nhũng chạy chức chạy quyền hay không, là những người đó đều cùng với chúng ta phải lên tiếng. Chúng ta lên tiếng tố cáo có bằng chứng xác thực tới những vị hội đồng đó, thậm chí tòa án cần thiết có đầy đủ bằng chứng, mời cơ quan truyền thông báo chí chính thống vào, đừng có mời mấy cái tên phản động, những cái trang báo vớ vẩn bẩn phản động ở hải ngoại hay ở trong nước ấy, như Tiếng Dân TV các thứ ở trong nước ấy, hay CHTV ấy, là hỏng. Cái đấy là những cái kẻ xuyên tạc, kẻ chống đối Đảng Nhà nước. Chúng ta muốn làm việc được minh bạch thì phải mời những người minh bạch, những trang báo minh bạch, chính thống, cơ quan minh bạch cùng chúng ta vào cuộc thì mình chống được tham nhũng. Còn không thì chúng ta đi nhờ mấy ông dúng vô va các thứ chống tham nhũng, như kể cả đất đai hay là thủy điện, thủy điếc ở chỗ này chỗ kia cũng vậy. Đi nhờ cái ông ấy là các vị sai rồi. Dương Vi cũng nói cho Yến Thanh Lãng Tử này biết trước một điều như thế này nhá. Đảng và Nhà nước đầu tiên phòng chống tiêu diệt tham nhũng, lôi hai cái lực lượng đó là công an và quân đội ra để xử lý trước. Các ủy viên Bộ Chính trị cũng đều bị xử lý bình thường. Xong là đến các cấp các ngành. Còn những thanh tra của các bộ này bộ kia, thanh tra chống tham nhũng, phòng chống tham nhũng của bộ này bộ kia như bộ xây dựng các thứ, sau này người ta đều có cơ chế giám sát. Bởi vì sao? Bởi vì từ cái vụ việc dưới cái huyện gì của tỉnh tình tình gì mới đây á, sau những vụ việc đấy
thì người ta nhìn nhận rõ rằng kể cả một số cán bộ thanh tra phòng chống tham nhũng vẫn đi đêm. Đấy. Nên Quốc hội với Đảng, Nhà nước người ta sinh ra thêm một số cơ chế để giám sát chéo. Ví dụ Bộ Xây dựng đi thanh tra thì có Bộ Nông nghiệp đi theo, sau này giám sát chéo thêm, có thêm Tòa án Nhân dân tối cao, người ấy đi làm chứng. Như vậy á, còn lâu mới tham ô tham nhũng được. Và làm giấy tờ lúc nào trực tiếp đến văn phòng Thủ tướng Chính phủ. Nào, công khai minh bạch, giám sát 24/24. Đúng rồi, Trần Thị Hiền, cái vụ ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc á, cái vụ mà xin tiền cán bộ thanh tra lại đi xin tiền, gọi là tiền nước nôi này nọ hàng chục tỷ. Người ta đã sai phạm rồi, mình đi thanh tra ra biết người ta sai phạm, mình còn sai phạm hơn, vòi vĩnh người ta. Những cái việc như thế thì sau này không có. Cái đấy cũng là một bài học. Cái đó mới phát sinh ra, phát sinh ra là người ta nhìn nhận và có cách đối phó ngay. Thắng Lê này, tôi là nông dân, sáng nay tôi còn live stream trực tiếp nói luôn rồi, tôi còn đi tham gia lớp tập huấn nông dân cơ mà, đúng không? Cho nên á, chốt là chúng ta là những người nông dân thực thụ, những nông dân thực sự yêu gia đình, yêu vợ, yêu con, yêu nhà mình, yêu hàng xóm, chưa nói đến yêu nước, thì chúng ta hãy cùng nhau đứng lên, cùng Hội đồng Nhân dân các cấp giám sát cán bộ công chức tại địa phương mình đã. Cái đó cũng là phòng chống tham nhũng. Những kẻ có nguy cơ tham nhũng thì chúng ta phải lên án. Bản chất của nông dân ấp a ấp úng như vậy thì nó mới đúng là bản chất của nông dân. Còn nói tươn trôi chảy, trơn tượt tượt như kiểu nước đổ lá khoai ấy, cái đó nó không thực tế. Tại sao lại nói vậy? Bởi vì người ta học trên sách vở, như cái đám xuyên tạc viên Ba Que ấy, bọn Việt Tân Dân Chủ Cuội ấy, nói rằng đấy là những tuyên giáo. Còn chúng tôi là những người nông dân, chúng tôi đứng lên, chúng tôi đấu tranh. Đấu tranh cái gì? Chống lại các thế lực phản động. Nhưng chúng tôi không quên đấu tranh phòng chống tham nhũng tại làng xóm, thôn bản, quê hương đất nước của mình. Nha. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi cũng đã xác định những kẻ tham ô tham nhũng này cũng là những kẻ thù của nhân dân, là những cái kẻ bán nước hại dân, làm giàu cho cá nhân, trục lợi bất chính để gia đình người ta hưởng thụ, người ta sung sướng, cưới trên đầu trên cổ người khác. Những cái thành phần này chúng tôi cũng gọi là giặc, nó gọi là giặc nội xâm, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cái giặc này tiêu diệt thì không hết được, nhưng chúng tôi sẽ cùng với Đảng cố gắng làm sao
tiêu diệt được thành phần nào hay thành phần đấy, những nhóm nào hay nhóm đấy. Và chúng tôi cũng không quên rằng luôn luôn phải lên đây đấu tranh chống lại những cái luận điệu xuyên tạc chống phá đảng nhà nước, chống phá chính quyền nhân dân, kêu gọi người dân phản động, cụ thể là đi biểu tình chống đối lại nhà nước. Cái đó chúng tôi không quên rằng là các vị là những kẻ xuyên tạc viên, là những kẻ dân chủ cuội, cũng là kẻ thù của nhân dân chúng tôi, cũng là kẻ thù của đất nước chúng tôi, cũng là kẻ thù của đảng, của tổ quốc, của dân tộc. Chúng tôi xác định được là hai loại giặc, một là giặc nội xâm, hai là giặc ngoại xâm. Đấy. Giặc ngoại xâm bây giờ người ta chưa đến, nhưng cái mỏ của bọn nó đã xâm phạm, xúc phạm đến lãnh tụ, đến đảng, nhà nước, đến những người chính khách, lãnh đạo của chúng tôi, xúc phạm đến nhân dân của chúng tôi, xúc phạm đến tổ quốc của chúng tôi, kêu gọi chúng tôi phải làm như thế này, làm nọ. Nó là loại giặc ngoại xâm này. Những kẻ đó không đủ tư cách để lên đây mà dạy đời, chỉ chúng tôi phải làm như thế này thế nọ. Và đồng thời ấy, những cán bộ mà mồm nói năm nói bảy, miệng nói hay, tay không động vào, không đi xuống thực tế với nhân dân, không xuống cùng nhân dân, chỉ ngồi trên cái ghế nói năng nhăng quậy, đưa ra những cái chính sách không phù hợp với thực tiễn, không phù hợp với điều kiện sinh sống của từng địa phương, từng làng xã, thôn bản, từng ấp, thì những kẻ đó cũng là những kẻ hữu dũng vô mưu, làm việc bất tài bất lực. Những kẻ đó cũng phải nên loại trừ đi. Tất cả những kẻ chúng tôi quy vào những kẻ tham ô tham nhũng, tham quyền cố vị, cũng là những kẻ phản động, phản bội quê hương đất nước, phản bội tổ quốc, bởi vì phản lại những cái gì nghị quyết của đảng, của nhà nước, những cái di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là những kẻ phản tổ quốc, phản đảng, phản nhân dân. Và ra nữa, những kẻ đang phản động, những kẻ dân chủ cuội trong nước suốt ngày bêu xấu quê hương đất nước, xuyên tạc các vị lãnh đạo, cũng là những kẻ phản động, phản bội quê hương đất nước, phản bội tổ quốc. Những kẻ này cần phải loại trừ, cần phải tiêu diệt, phải lên án thật mạnh mẽ. Bởi vì sao? Bởi vì cái lũ này ấy, là một lũ sâu bọ, là một lũ sâu đục thân, làm cho đất nước suy yếu, làm cho nhân dân suy giảm lòng tin, làm lung lay ý chí, mất phương hướng. Một số người dân từ đó bỏ bê cái công việc làm ăn, đấy, thiếu chăm lo cho gia đình, cho vợ con, cho chồng con. Đó là tất cả những cái gì Dương Bi muốn nói, và nhiều người người ta cũng đồng tình và người ta cũng muốn làm những cái việc mà Dương Bi đang nói này, mà chính Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang thực hiện cái công cuộc đốt lò này. Mà Dương Bi xin cảm ơn tất cả mọi người. Dương Bi xin chào tạm biệt, chúc tất cả các anh, các chị và các bạn có một buổi tối thật mạnh khỏe, hạnh phúc. Bye bye.